Thưa quý vị và các bạn, vào ngày 7 tháng 11, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang ký quyết định số 1303 của Thủ tướng về việc thay đổi nhân sự chủ nhiệm Ủy ban công tác với các tổ chức phi chính phủ nước ngoài. Theo đó, Thủ tướng cử bà Nguyễn Minh Hằng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, kiêm giữ chức chủ nhiệm Ủy ban công tác với các tổ chức phi chính phủ nước ngoài thay ông Hà Kim Ngọc, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao được biết ủy ban công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài được thành lập theo quyết định của thủ tướng chính phủ để giúp thủ tướng chính phủ chỉ đạo giải quyết những vấn đề liên quan đến các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại việt nam nhiệm vụ của ban là phối hợp với bộ ngoại giao xây dựng trình cơ quan có thẩm quyền ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại việt nam chủ trì công tác thẩm định đối với các tổ chức phi chính phủ nước ngoài thông qua các cơ quan thành viên ủy ban để chuyển hồ sơ cho bộ ngoại giao xem xét cấp gia hạn sửa đổi bổ sung thu hồi giấy đăng ký của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại việt nam ngoài ra ủy ban công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài cũng chủ trì và phối hợp với các cơ quan liên quan giải quyết khiếu nại tố cáo và xử lý các vi phạm liên quan đến hoạt động của tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại việt nam phổ biến cung cấp thông tin liên quan tới hoạt động phi chính phủ nước ngoài tới các cơ quan đối tác việt nam và tổ chức phi chính phủ nước ngoài